Những ngày vừa qua, vụ việc clip thầy trò đánh nhau tại một lớp học ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Định gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự cảnh báo cho thấy mối quan hệ thầy trò trong xã hội hiện nay đang có biểu hiện đi xuống và đã đến lúc cần xem lại vấn đề giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh và giáo viên. Góc nhìn Nghề An Viên hôm nay mời quý vị tham khảo một góc nhìn khác về vấn đề này qua chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào Thượng tọa Thích Nhật Từ. Con xin cảm ơn thầy đã hoan hỷ nhận lời tham gia với chương trình của chúng con hôm nay. Kính thưa Thượng tọa, vừa qua thì trên báo chí có một vụ việc, đó là vụ việc thầy giáo và học sinh đánh nhau xảy ra ở tỉnh Bình Định. Nhiều người cho rằng đây là một cái biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức trong giáo dục. Thượng tọa nghĩ sao về vấn đề này ạ? Tôi không cho rằng đó là một cái biểu hiện minh chứng cho sự xuống cấp đạo đức của học đường trên cái tổng thể toàn diện, toàn quốc hay là một tỉnh thành nào đó. Thực ra thì các phương tiện truyền thông ưa cương điệu, nhiều khi chỉ có một cái sự kiện nhưng mà lại đánh đồng rằng nó như một cái thế giới thu nhỏ, một cái quốc gia thu nhỏ, một cái thành phố thu nhỏ. Một sự kiện là sự kiện, nó là một hiện tượng thôi. Thì vụ việc vừa qua cho chúng ta thấy là một cái bức xúc về cái ứng xử chưa được đẹp của thầy giáo đối với học trò qua các hành động tác học trò đó, và cũng là một cái biểu hiện không được đẹp của người học trò đánh lệ thầy, mất đạo lý, là nhớ uống nước nhớ nguồn. Vâng, thưa thầy, vậy thì theo thầy đâu là nguyên nhân của những cái biểu hiện không đẹp trong nghề giáo, của trong mối quan hệ thầy trò như chúng ta vừa đề cập ở trên? Thứ nhất là về phương diện nhà giáo đó. Có lẽ là chúng ta cũng ít có những cái khóa học về nhân cách nhà giáo, những cái buổi học về đạo đức nhà giáo, rồi những cái nghệ thuật ứng xử tình huống mà nhà giáo cần phải làm để khi tình trạng đứa học trò lười biếng, quậy phá, bất kính, làm một cái gì đó mà người thầy có thể cảm thấy không hài lòng, có thể kiềm chế được dòng cảm xúc của mình, vẫn làm cái chức năng giáo dục của mình để định hướng và hướng dẫn cho cái cô học trò hay cậu học trò đó từ cái khuynh hướng xấu đó trở thành một người tốt. Thứ hai đó là đạo đức của học sinh thì cần phải được nhấn mạnh và giáo dục ở tại ba phương diện từ cha mẹ tức là gia đình, phương diện từ trường lớp tức là thầy cô giáo và phương diện xã hội. Có lẽ là trong nhiều năm qua cái đức dục của chúng ta ít quan tâm. Gần nay mấy năm trở lại đây chúng ta mới quay trở về, dù là muộn màng nhưng là rất là cần thiết. Thứ ba đó là cái dư luận của xã hội cũng phải hết sức là trung lập và khách quan. Người trò nhìn thấy bạn của mình trước đó bị thầy phạt đánh giống như mình ngày hôm nay, không kiềm chế được cho nên mới phản ứng sai lầm, đó là đánh lại thầy, là mất đạo đức. Còn người thầy đó là không dằn được cái nóng của mình, mà lẽ ra là người thầy ta phải làm được việc đó, thì cả hai cùng có lỗi. Mà phương tiện truyền thông và xã hội chỉ lên tiếng gay gắt đối với người thầy nhưng lại không bận tâm đến người trò, điều đó nó có thể thúc đẩy cho các học trò cùng có thể có những ứng xử tương tự như thế. Vâng, vậy dưới góc độ của một người tu hành thì thầy có lời khuyên nào hoặc những chia sẻ dành cho những người thầy gặp phải những đối tượng học trò chưa ngoan, những học trò ngang bướng để có những cách ứng xử làm cho các em tốt hơn ạ? Thứ nhất là nhà giáo, dù là thầy giáo hay là cô giáo, ta cũng nên thực tập và điềm tĩnh. Thiền là một trong những nghệ thuật giúp cho chúng ta hít thở sâu, trải nghiệm tiếp xúc với cuộc sống bây giờ tại đây, để từ đó đó chúng ta có thể làm chủ được cái cơn nóng giận của mình. Điều thứ hai là nên thực tập phản ứng chậm. Phản ứng chậm là một cái nghệ thuật sống điềm tĩnh. Nếu không quen thực tập thiền thì cái ứng xử chậm sẽ làm cho chúng ta không phải nuối tiếc về sau này. Tất cả mọi việc đâu nó còn đó. Hơn nữa ta là người thầy, chức năng chính của người thầy là truyền trao tri thức, còn phương pháp trừng phạt thì nó thuộc về luật pháp nhà nước, và các gia đình đều có các phương pháp trừng phạt các cháu riêng. Kỷ luật nhà trường cũng là một phương pháp trừng phạt. Thứ ba là sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình là rất cần thiết. Có thể nối kết với gia đình, cho gia đình biết về những yếu kém, về những cá tính xấu, về những cái bê trễ của các cháu,
để cho các cháu được cha mẹ nhắc nhở mà ráng nỗ lực làm. Sau khi đã phối hợp làm hết mọi phía rồi mà các cháu vẫn không thay đổi được, thì chúng ta nên ghi nhận đây là cái yếu kém và cái giới hạn của các cháu đó, để chúng ta không phải sân hận, không phải bực tức. Rồi trường đó sẽ có những biện pháp đúng theo cái quy chế giáo dục. Xin cảm ơn Thượng tọa về những chia sẻ đầy ý nghĩa và thiết thực vừa rồi. Xin chúc Thầy sức khỏe và an lạc.